Sau đây thì xin mời anh em Xuân Tây ạ. Sao lúc rồi? Em này anh. Em mấy anh em này em rồi. Mấy em cơm đâu? Cơm đây, anh ra lấy suất cơm em cơm lại cho vui. Giao lưu với anh em là vui. Tí nữa hỏi ông Hùng mấy bạn ăn xem ăn cơm. Ăn ở đây, ăn đây cho giao lưu cho vui, xong tí nữa ngồi cùng mâm. Ra lấy đi. Ra ngoài kia bảo chị ấy chị lấy mấy cả đưa phù hiệu. Ừ. Răng. À, đi làm răng cho vợ Duy. Ra này đi tiến cơm đây cho nó vui. Chậu mắm nó đẹp không? Ở Sơn Tây anh Luyến ơi. Vâng, vâng cha. Vâng, xin chào anh Đại Biên. Mọi người lấy nhiều chưa? Xin mời các đơn vị là chúng ta còn chưa có nhiều, chúng ta còn chưa nhận nhiều của ban tổ chức điện. Có không mang đi bố ơi, có như để nhà. Vâng ạ, xin mời các bạn lấy nhiều. Chuẩn anh Trung ơi, có 119. Có 119 gì anh? Đúng và trân trọng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi thưởng lãm các tác phẩm tham dự hội thi ngày hôm nay sau. Ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể các anh chị em chúng ta về tham dự sự kiện Online Đàn Kiếm Việt Nam lần thứ 4 năm 2020. Chúng ta khẩn trương cho các mình một vị trí ngồi thích hợp để cho buổi tổ chức của chúng ta được diễn ra ngay sau đây ít phút nữa. Xin trân trọng kính mời.
Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời các con cô chú anh chị em chúng ta hãy cùng di chuyển ngay về vị trí ạ. Vị trí vừa ngồi của mình ạ. Và trong khoảng độ 2-3 phút nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu chính thức chương trình. Và kính mong luôn toàn thể các chị em chúng ta hãy ngồi về vị trí của mình ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ trực tiếp được tham dự chương trình. Nội dung của chương trình online đăng ký về hàng thứ tư tại Sơn Tây Hà Nội. Vâng, một lần nữa chúng tôi những người hướng trình xin phép được thay lời cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời các anh chị em chúng ta đã tới để tham dự chương trình hôm nay. Trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời các quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển về vị trí của mình.